Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe, kênh chuyên cung cấp thông tin mua bán ô tô trên toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một chiếc xe phù hợp với nhu cầu sở hữu của mình tại web otoxego.com. Và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu 7 chỗ sản xuất 2017, đăng ký biển tỉnh. Và chiếc xe chạy với quãng đường là 70.000 km, xe có ngoại thất màu bạc rất đẹp ạ. À, chi tiết đèn, sơn, các mép đối nắp cản này còn rất đẹp ạ. À, đầu xe nổi bật với ba thanh nắp ga to bản, cản chrome với cụm đèn pha, đèn bi kết hợp với giải đèn led vị rất nổi bật. Chi tiết lốp lát mâm nó đúc bằng kim làm chấu kép, xe vì giữ gì nên là cái chi tiết về la răng rất đẹp ạ. Một cái chi tiết thích hợp bao rẻ thông minh. Đây sẽ mời chị các bạn tham quan đây là bên lái, có trang bị ghế chỉnh điện giữa hai vị trí ghế, gương kính chỉnh điện, tập điện, các chi tiết tam đi kính còn rất đẹp, các kính cũng còn rất rõ nhé. Chị và các bạn có thể thấy được ạ. Ra tích hợp phím điều chỉnh chức năng, phím cân trôn, điều chỉnh âm lượng, quạt hành tay. Đây thì có trang bị các hành lang chân trượt, hành lang dốc, hành tay điện tử, phun hâu, dây ghế, ghế lái và ghế phụ, màn hình giải trí, cùng với rất nhiều các tính năng tiện ích khác. Để biết rõ chi tiết thì anh chị và các bạn hãy liên hệ ngay hôm qua trên màn hình để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Xe thì bên showroom bán ra có cam kết cho anh chị các bạn là không cần dùng bảo nước có check test bảo quốc. Chị và các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu để kiểm tra check. Em sẽ đổ cái máy lên để anh chị và các bạn quan qua. Sổ trời toàn cảnh chỉnh điện anh chị nhé, làm tiện ích. Chi tiết bản đồ dẫn đường đầy đủ các tính năng tiện ích cho người sử dụng, điều hòa tự động, sau đây em sẽ mời anh chị các bạn tham quan về hàng thứ hai của xe, xem chất lượng của xe thứ hai nó còn đẹp không. Các chi tiết tay nắm cửa đều mạ chrome, rồi là phần ghế anh chị và các bạn có thể thấy qua được phần ghế còn rất là căng nhé, da thì còn rất là đẹp. Có trang bị đèn che nắng cho hàng ghế thứ hai, tiếp theo chỉ đặt cái đèn chúng ta cùng tham quan về cốp xe. Đây là chi tiết về phần cốp xe chị. Cốp xe nó có trang bị camera lùi cảm biến, chi tiết đây là cốp điện,
phiên bản đặc biệt đầy đủ sẽ có trang bị cốp điện anh chị nhé, còn về bản không đầy đủ sẽ có trang bị cốp điện rồi. Nên khi không gian hạ hàng ghế thứ ba xuống sẽ tạo ra không gian đầy đủ rất là rộng rãi. Xe còn rất đẹp. Anh chị và các bạn quan tâm về chiếc xe này thì có thể liên hệ ngay qua ba trên màn hình. Thứ nhất là mua bán sang tên di chuyển góp. Và em xin thông báo lại qua chút để chị các bạn qua xe. Có chiếc xe Hyundai Santa Fe bản không dầu, xuất 2017, đăng ký biển tỉnh tại 70.000 km và giá hiện đang giao bán giá là 932 triệu. Sẽ còn giảm cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình ạ. Em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ bài. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.